Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đến thăm bến thuyền. Những Đây, từ hôm qua giờ là từ sáng này gỡ được ba cái giá này rồi này. Bây giờ đang nghe mà đi chuẩn bị là luộc để cả buổi sáng. Toàn là cái loại trùng bay, hãng trùng bay. Dùng bay mà cũng có trong sông á. Đây là nghề nghề lộng à? Nghề lộng không? Đánh chập bờ. Đây là bến thuyền. Chưa về đến nhà cái đọc và lên chợ luôn. Về nhà lên chợ. Tàu đang vào bến. Mau rồi, mà muối rồi. Cười. Đấy, rồi thế nhỉ, tao lại mày ấy. Đây là họ đang đi đi biển về bốc cá. Mồi. Mồi nhà Hương đấy ba. Mồi không phải mồi nhà Hương đâu, đi lơ thôi. Đi lơ cho bạn anh thôi. Mồi tươi không đây? Tươi. Dạy cháu lại còn. Đây thuyền mồi mới về á, bán cho Bảo Anh. Xe nằm lên cho Bảo Anh đây. Một mò đi xe nhá. Quay quay với anh nhá. Ha. Quay làm món đây là luộc lên rồi làm nó cũng nổi cộng. Bữa nào làm cho bữa lên quay.
Đây là bến thuyền Thanh Đông. Thợ làm máy. Đây là chị vừa thợ máy rồi cái đó. Quay thợ máy luôn. Họ đang chống thuyền ra bè để nuôi tôm, nuôi cá. Đây, cuộc sống của người dân làng Chài, xã Hải Thanh. Đây là những người dân chạy lưới, đang còn làm lưới để chuẩn bị ra biển đánh bắt cá. Đang lưới. Đây là tàu Kim Chính. Đàn lưới rất là nhanh nhanh nhé. Đá để chuẩn bị đi đá mỏi. Cuộc sống của dân làng Chài Thanh. Đây là một tươi mới lên bờ. Đây là người đang mua hàng và mua bán hàng. Xong à? Đây là cái bình đỏ. Con sứa người ta đem về để làm ấy, thu mua sứa. Thấy nó chạy rồi. Anh có mua sứa không anh? Sứa bên nhà đầy à. Nhà anh vợ làm sứa rồi. Làm mấy mà làm bán chợ đủ đủ sứa tươi hả? Những người đang làm cá chích. Đây cuộc sống đằng nghề nha. Mực tươi, mực Hải Bình. Đây là thuộc xã Hải Bình, cảng xã Hải Bình nha. Vâng. Có thấy mặt đâu mà mặt bị thế rồi làm sao mà thấy được nữa. Mực đây làm mực một nắng ngon này.
này. Nó tranh nhau. Nhưng mà vậy này. Những nơi bây giờ là bọn chị... nó mua cho nó không hài hòa. Một vài cặp lồ thôi, cả đến thôi. Thì bữa nào ít đây. Nó lại muốn mua đi để nó lấy lời. Bao nhiêu họ đổ vào mình thì bà mới làm sao bọn phải nói. Mà cứ theo đâu hôm nay mình đến cảng Hải Bình thì thấy sứa tươi không, sứa con chưa chế biến. Đây là những sứa, đây là những sứa, những món sứa để người ta xuất khẩu sang nước ngoài nha. Đây là của cảng Hải Bình. Sò huyết này. Huyết này. Hai đi bảy. Ta đánh về ta chế biến đóng hộp. Em ăn tóc đi 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 chạy lên đi. Cái này chưa lấy của mình hả? Bé đi ai nào gửi hết luôn. Buồn mà. Tức cười nha. Dạ, kia ăn thì bánh. Để đá để ăn cho được. Cứng lắm. Nhà ăn mà. Đây nhà bán ghẹ tôm nó cứ tinh rẻ 300.000. Lấy thương 300 đi nha. Ừ. Dạ.